đâm về miền Trung, nơi biển bờ nối tiếp nhau, nơi mặn ngọt hòa chung thành một, nơi phong cảnh hữu tình làm đắm say bao tao nhân mặt khách, nơi dừng chân trên bước đường hành phương Nam của cư dân Việt hàng trăm năm trước, nơi lưu giữ tri thức biển của ông cha để lại, nơi sản sinh những món ngon vật lạ giúp bao gia đình cơm no áo ấm. Lãng du qua vùng đầm vịnh để thưởng lãm cảnh sắc và phong vị mặn ngọt, gặp gỡ những con người ăn sóng nói gió, những con người chất phác nồng hậu và những tấm lòng thảo thơm của người miền Trung. Hãy cùng những người làm phim trải nghiệm để hiểu thêm con người và vùng đất thân thương giữa hai đầu đất nước. Đầm Thị Nại trong xa xưa cho đến ngày nay thì nó có vị trí đặc biệt là quan trọng đối với kinh tế, văn hóa rất lớn, bởi nó là cái cửa thông ra biển để mà phát triển cái buôn bán đường biển. Đầm Thị Nại nó rộng mênh mông, trước đây nó rộng đến 6.000 hectare, nhưng mà cùng với cái việc mà tạo sơn hình thành đến bán đảo Phương Mai, các dòng sông, các nhánh của dòng sông Côn và sông Hà Thanh nó chảy chậm lại, từ đó là cái nó trầm tích lên cái cánh đồng Đông Tuy Phước và trầm tích lên những cái cánh đồng của Bắc Quy Nhơn. Vì vậy cho nên đầm nó thu hẹp là hiện nay còn 4.000 hecta. Đầm Thị Nại chứa đựng bên trong nó cái nguồn hải sản cực kỳ quý báu, và xưa đây thì là cái hải sản trên cái đầm này thì có đến 134 loài hải sản khác nhau và rất là quý, như là cá nục, như là cua huỳnh đế, như là ghẹ, như là tôm đất, tôm sú và tất cả các cái sản phẩm khác. Thông tin về nguồn lợi thủy sản của đầm Thị Nại do tiến sĩ Nguyễn Tấn Hiểu cung cấp làm cho những người làm phim chúng tôi càng thêm thích thú khi đặt chân tới đầm nước lớn nhất tỉnh Bình Định này. Đêm nay, chúng tôi tìm hiểu về nguồn lợi hải sản của đầm Thị Nại cùng hai cán bộ ngành nông nghiệp của huyện Tuy Phước, một trong những địa phương có diện tích mặt nước đầm rộng nhất trong số các huyện, thành phố của tỉnh Bình Định. Đầm mình là nó nhiều tôm vua cá, những cái đầm khác mà mình được tìm hiểu thì nó thua cái đầm Thị Nại. Mà tất cả cái con cá mà vào đầm Thị Nại là nó là một con cá ngon. Cua xanh thì rất tốt, cá dìa thì cũng vẫn to, cá chém, cá mú, cá nói chung là những tất cả những các cái loại cá là đều ở cái đầm này là rất ngon. Ở đây là nước lợ, nó ngon là không là cái do cái nước lợ, cái độ mặn của hàng năm của cái đầm này là nó không quá ngưỡng, cho nên là cái con cá, con tôm cái đầm này là rất ngon. Những cái loài quý ví dụ như cá dìa, tôm sú là nó có những cái vùng mà nuôi các tỉnh khác đến đây mua giống. Biết ông Hường am hiểu và thân thiện với những người đánh bắt hải sản ở đầm Thị Nại, chúng tôi mời ông vào vai người làm phim và được ông vui vẻ nhận lời. Đêm trên đầm Thị Nại tựa như một thị tứ. Những ngọn đèn của ngư dân làm nghề đánh bắt thủy sản về đêm càng làm mặt đầm thêm lung linh. Theo kinh nghiệm của những người làm nghề sông nước, đánh bắt cá tôm lúc trời tối sẽ nhiều hơn ban ngày, bởi đêm là lúc các loài thủy sản rời khỏi nơi trú ngụ để tìm kiếm thức ăn. Và đây cũng là lý do để chúng tôi chọn thời điểm này để có được những cảnh quay đầy ắp chất liệu cuộc sống của những người mưu sinh trên đầm. Phút nghỉ ngơi trong đêm của những ngư dân trẻ đánh bắt hải sản ở đầm Thị Nại. Những điếu thuốc được mời nhau như để ấm áp hơn giữa trời đêm mênh mông sóng nước. Anh em đi đêm này là cua, đi chủ yếu là chủ lực là xôi cua. Nói chung là đi có một người xôi cua thôi, chứ còn người ra không có bắt con gì khác hết. Mấy anh em làm cái khu vực của phạm vi rạch con hay là làm ở trên cái những cái sông bãi của đầm Thị Nại? Đi ở dưới nước cũng có, đi ở trên cồn cũng có.
dân ở đây là cứ làm nghề soi là quen rồi, còn những ai làm nghề khác, ví dụ như có người đi đánh lưới, có người đi thẻ lưới lồng, có người thì đi quýnh lưới ké, lưới cua, lưới ghẹ, ba loại đó là dễ làm ra tiền nhất. Ở đầm Thị Nại có nhiều loài hải sản dễ đánh bắt và cũng dễ kiếm được nhiều tiền. Đó là khẳng định của một ngư dân trẻ. Song thực tế cũng không mấy dễ dàng. Biển giả, chim trời, cá nước là cách nói nửa đùa, nửa thật mà hầu như ngư dân nào cũng biết. Câu nói ấy vừa an ủi, vừa chỉ công việc bấp bênh thường xảy ra đối với người đánh bắt thủy sản ở đầm Thị Nại nói riêng và người làm nghề sông nước nói chung. Hầu hết các hoạt động đánh bắt cá tôm ở đầm Thị Nại đều diễn ra vào ban đêm. Lẽ đương nhiên, làm nghề ban đêm vất vả hơn và nếu có những điều bất trắc xảy ra sẽ khó xử lý hơn ban ngày. Song với những người đánh bắt thủy sản ở đây, họ đều chọn khoảng thời gian này. Cuộc sống của gia đình ngư dân ven đầm Thị Nại là thế. Mưu sinh hàng đêm giữa bốn bề sông nước là một phần không thể thiếu trong đời sống của họ. Bây giờ em nhớ được gì rồi, coi thử với bạn. Đó, được mấy con tôm bạc này, ít ké hả chị? Nhảy đêm em làm được bao nhiêu? Kiếm thêm nữa thêm vậy chứ có đâu nhiều. Có hầu kiếm đúng nghị công vợ chồng. Còn có hầu thì nem số tem cũng có, ít con nhiều. Nó bữa không có, đồng nào cũng có. Tem là từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng. Con ké tôm là nó có thích ban đêm. Kiểu như bằng đêm anh đi, nó đi ăn giấy mở ngờ đi, cứ nằm chỗ vậy đi, cứ đi ngang qua vậy, mình bắt chim mình đâu có, cái chị đi tìm đi ấy được đâu. Cái này làm bao nhiêu làm năm rồi? Cái này hả? Ngờ đây là ngờ gia tiền thôi đó, hầu giờ được ông một đám mày che tôi giờ đến đời tôi. Nhưng bây giờ là nó bắt đầu nó dám là nó muốn mất cái ngờ đây này. Do là nhiều cái ngờ nó tinh vi hơn. Nó bắt tinh quy hơn, nhưng mà tôi cố tiền là bắt giờ là mai mốt là nó không có dạng nó hết là nó nghĩ nó cũng nhiều chứ hồi xưa ấy là dùng đây là nhìn là trồ trồ không à, chỉ có cái trồ là nhiều mà bây giờ á 1, 2, 3 miệng chứ đâu có nhiều đâu. Một đêm mưu sinh của những người đánh bắt thủy sản ở đầm Thị Nại thường thuận theo thủy triều, nhưng phổ biến vẫn là vào lúc trời chạm vạng tối cho đến rạng đông. Nhịp sống của những người làm nghề ở đầm Thị Nại này đều như vậy. Không ai hẹn ai, nhưng sau một đêm đánh bắt, họ đều trở về bến rất đúng giờ. Thường thường ban đêm là họ tính theo từng con nước họ đi. Rồi là cứ đi lúc mà khoảng 3 giờ sáng là nó có một cái chợ đêm ở tại Vinh Quang. Là họ về đó họ bán. Xong là nói chung là các cái con rẫu con là chạy chợ các nơi đánh bắt xa đánh bắt, nhưng mà cứ 3 giờ là họ về cái nơi quy tụ đó họ bán. Chợ cá ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đêm ở đây như ngắn hơn những nơi khác. Bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng, nhưng chợ cá đã tấp nập kẻ bán người mua. Cả một vùng bên mé đầm Thị Nại được thắp sáng bởi những ánh đèn đội trên đầu, có cảm giác đây là nơi chỉ dành cho những người có đội đèn. Chợ cá đêm ở thôn Vinh Quang 2 được coi là phiên chợ độc đáo của cư dân sống bên đầm Thị Nại. Độc đáo bởi không gian và sắc màu của chợ, sắc màu của rổ cá, của con cá, con tôm, của trang phục và cả ánh sáng đèn của người dân ở đây. Chợ cá của Vinh Quang thu mua đến bắt hải sản từ cái đầm này lên họ bán đêm. Mà đêm về nơi đây họ bán để chạy chợ các cái chợ trên. Đã từ lâu, chợ cá thôn Vinh Quang 2 như là nơi hò hẹn của những chuyến mưu sinh giữa những người làm nghề biển với nghề bờ, là nơi tiếp nối để tạo thêm sức sống cho nghề đánh bắt thủy sản
ở đầm Thị Nại. Những chiếc tàu cá tiếp tục cập bến sau một đêm dài đánh bắt. Chẳng thấy bất kỳ vẻ mệt mỏi nào trên gương mặt của ngư dân. Không biết vì đã quá quen với công việc này hay đêm nay họ đánh bắt được nhiều tôm cá. Hầu hết các loài thủy sản sống trong đầm Thị Nại đều xuất hiện ở chợ cá đầu mối này. Ước tính có đến vài tấn thủy sản gồm tôm, cua, cá và các loại hải sản khác được đưa về chợ trong đêm nay. Quanh đầm Thị Nại có đến gần chục chợ đầu mối chuyên tiêu thụ thủy sản như ở chợ cá thôn Vinh Quang 2 này. 365 ngày trong năm, những chợ cá ven đầm Thị Nại chỉ nghỉ vào ngày Tết Nguyên Đán. Ta có thể hình dung sản lượng thủy sản trong đầm Thị Nại dồi dào đến chừng nào. Những loài hải sản tươi ngon, nước tiếng ở đầm Thị Nại sẽ được các bà, các chị chọn lựa đưa đi tiêu thụ, phục vụ cho những bữa ăn gia đình. Trong vô vàn các loại thủy sản sẽ có ít nhất vài loài thủy sản đặc hữu được dùng để chế biến thành những món ăn ngon, nổi tiếng, gắn liền với vùng đất Bình Định. Bánh xèo đúc với tôm nhảy của đầm Thị Nại là một trong những món đặc sản như thế. Nhắc đến bánh xèo, không ít người nghĩ đến món bánh xèo miền Trung. Cái tên mộc mạc ấy đã làm nên thương hiệu cho một món ngon ở dải đất còn nhiều gian khó. Bánh xèo miền Trung có nhiều loại. Ngoài loại bánh xèo chỉ được đúc với nguyên liệu chính là bột gạo, thì người chế biến còn có thể cho ra các loại bánh xèo mà tên của nó được gọi theo các nguyên phụ liệu như bánh xèo thịt, bánh xèo trứng, bánh xèo tôm hay bánh xèo mực. Có lẽ với nhiều người, ngon nhất vẫn là bánh xèo đúc với tôm. Song để làm ra loại bánh xèo này, phải chọn con tôm, con tép ở đầm thì bánh mới ngon. Ai đã từng thưởng thức món bánh xèo đúc với con tôm nhảy ở đầm Thị Nại do chính tay người dân ở địa phương này làm ra sẽ cảm nhận được điều này. Bánh xèo, món ăn dân dã của miền Trung, khiến những ai xa quê đều thấy nhớ, nhớ đến nao lòng. Không nao lòng sao được khi món ăn đó có dáng hình của mẹ, của chị bên bếp lửa, có nỗi cơ cực của cha qua bao con triệu lên xuống. Không nao lòng sao được khi cái thói quen đã ăn sâu trong nếp sống từ bao đời nay của người miền Trung. Hễ trời mưa là khắp làng trên xóm dưới đều vây quần bên nhau với bánh xèo. Đầm vịnh miền Trung, nơi biển bờ nối tiếp nhau, nơi mặn ngọt hòa chung thành một, nơi phong cảnh hữu tình làm đắm say bao tao nhân mặt khách, nơi dừng chân trên bước đường hành phương Nam của cư dân Việt hàng trăm năm trước, nơi lưu giữ tri thức biển của ông cha để lại, nơi sản sinh những món ngon vật lạ giúp bao gia đình cơm no áo ấm. Lãng du qua vùng đầm vịnh để thưởng lãm cảnh sắc và phong vị mặn ngọt, gặp gỡ những con người ăn sóng nói gió, những con người chất phác nồng hậu và những tấm lòng thảo thơm của người miền Trung. Hãy cùng những người làm phim trải nghiệm để hiểu thêm con người và vùng đất thân thương giữa hai đầu đất nước. Đến thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, khách phương xa thường khá ngạc nhiên khi nghe người dân địa phương nói đến hai tiếng Cù Mông. Thật ra, Cù Mông là tên để gọi chỉ ba địa danh,
đèo Cù Mông, đầm Cù Mông và bán đảo Cù Mông. Ba địa danh này nằm tiếp giáp nhau về phía bắc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và phía nam thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dãy núi Cù Mông vươn dài ra biển Đông rồi chạy dọc theo bờ biển về hướng nam, ôm lấy một vùng mặt nước rộng lớn tạo nên đầm Cù Mông. Đầm Cù Mông dài nhưng hẹp, điểm đầu của đầm nằm dưới chân dãy núi Cù Mông. Sau khi chảy qua nhiều xóm làng rồi hòa mình vào biển Đông ở xóm Đùi, thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Còn đèo Cù Mông thì nằm trên đường Thiên Lý Bắc Nam xưa, nay là quốc lộ 1, nối liền hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Ấn tượng đầu tiên của những người làm phim chúng tôi khi đến đầm Cù Mông là sự yên bình với những rặng dừa xanh nghiêng mình soi bóng. Đi bất kỳ nơi đâu trong vùng đầm này đều thấy dừa. Không ai biết rõ những cây dừa đầu tiên ở đây được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng khi lớn lên họ đã thấy dừa trước nhà, trước ngõ. Vườn dừa thành vùng ký ức của nhiều người. Ký ức về những trò chơi trẻ thơ, ký ức về những lời ru của bà, của mẹ, và còn là nơi lưu giữ bao kỷ niệm đẹp của đôi lứa yêu nhau. Bất kỳ bộ phận nào của dừa cũng được người dân sử dụng. Song phổ biến nhất vẫn là dùng làm nước uống giải khát. Nước dừa ở đây được nhiều người ưa thích bởi độ ngọt dịu và thơm mát. Có lẽ loại đất pha cát và nguồn nước có độ mặn vừa phải đã tạo nên hương vị cho những quả dừa nơi này. Ở vùng trồng dừa này đã hình thành những đội hái dừa chuyên nghiệp và nhiều vựa thu mua dừa tươi với quy mô lớn. Dừa tươi Cù Mông được tiêu thụ khá mạnh ở thị trường các tỉnh thành phía Bắc. Đến Cù Mông, chúng tôi được nghe bài thơ khuyết danh: cảnh sông cầu dừa xanh rợp bóng, chiều thu về gợn sóng long lanh, sông cầu những lúc trăng thanh, thuyền chèo xuôi mái thâu canh đêm tàn. Câu thơ "thuyền chèo xuôi mái thâu canh đêm tàn" có ý nhắc đến nghề đánh bắt hải sản ở đầm Cù Mông. Nói đến hải sản ở đầm Vịnh, không thể không nhắc đến ghẹ, một loài hải sản thơm ngon nước tiếng, sống ở đầm Cù Mông. Ghẹ ở những vùng biển đều có, nhưng ghẹ Cù Mông thịt chắc, vị ngon thơm, nhờ nguồn nước trong đầm ổn định về độ mặn và nguồn thức ăn dồi dào. Nghề đánh bắt ghẹ ở đầm Cù Mông đã có từ xa xưa. Ngày nay, người dân ở đây vẫn duy trì và lấy nghề lưới ghẹ làm thu nhập chính cho gia đình. Dọc các thôn xóm ven đầm, đầu đầu cũng có người làm nghề lưới ghẹ. Thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, nơi đầm Cù Mông tiếp giáp với biển, là địa phương có cư dân sống bằng nghề lưới ghẹ đông nhất. Nghề này không cần nhiều lao động như một số nghề biển khác. Mỗi chuyến đánh bắt ghẹ thường chỉ có 1-2 người. Phương tiện đánh bắt là những chiếc thuyền nhỏ, một người chèo lái, người còn lại giăng lưới. Nếu một người đánh bắt thì làm cả hai công việc này, vừa chèo thuyền vừa giăng lưới ghẹ. Ghẹ ở đầm Cù Mông được khai thác quanh năm. Khoảng thời gian nghề khai thác ghẹ diễn ra nhộn nhịp nhất là chiều tối và sáng sớm. Nghề lưới ghẹ ít làm qua đêm như những nghề lưới khác. Thường thì sau khi giăng lưới vào buổi chiều rồi sáng ra thăm lưới. Lưới ghẹ ở đầm Cù Mông được coi là nghề nhàn nhã trong các nghề biển, nhưng lại cho thu nhập khá, giúp nhiều gia đình ở đây có được cuộc sống no đủ. Lưới ghẹ thì sống theo vùng, như vùng tôi ở đó, anh em trồm đó là lưới ghẹ là đa số. Anh em nó bình quân là đứa tháng nào ít nhất cũng được 4 chai, là đứa tệ lắm á. Còn như hai vợ chồng tôi đi chắc bình quân tháng nó được 6 triệu. Tại mình đi lưới dài thì phải đi hai người. Còn đàn nó bạn bè nó sống nhỏ, nó đi ít lưới, nó đi vài chục tấm thì nó kiếm như thằng em ấy đồ, nó đi tháng nào
mình nói ra chỉ 4 triệu thì có hầu nó nằm 8-9 triệu trong đó, chỉ còn 4 triệu lấy là 6. Mình nói giá thấp á cho mình nói cao nó mình nói dấp. Nó khổ vậy. Như hai chồng tôi mà bình quân tháng mà không có 6 triệu làm sao đủ có cháu nó ăn nó đi học. Hai chồng rủ ơn nghĩa cái này cái kia. Ngoài nghĩa không chứ không có cái ngoài gì khác. Nuôi cả cuộc sống, nuôi con ăn đi học đồ của nó không à. Quanh năm suốt tháng như thầu chứ không có nghề gì riêng nữa. Bây giờ thì coi như xiên là gia lưới mà bạn bè nó tới nó hô nhậu hát chơi, mình cũng buông lưới ra mình cũng nhậu hát cái bạn bè mình chơi. Ngoài ghẹ đánh bắt ngoài tự nhiên, ở đầm Cù Mông còn có một loại ghẹ khác, đó là ghẹ lột. Nghề nuôi ghẹ lột là sáng kiến của chính người dân sống ven vùng đầm nước này. Cũng là con ghẹ được đánh bắt ngoài tự nhiên, nhưng người dân lựa chọn những con ghẹ săn chắc, có yếm dài, nghĩa là loài ghẹ đực, để nuôi thành ghẹ lột. Ghẹ sau khi được lựa chọn kỹ, người nuôi cắt bỏ mắt, cho ăn đầy đủ, chúng sẽ lột vỏ sau 1 tuần đến 10 ngày. Một ký ghẹ nhỏ mình mua 70 ngàn nha, rồi mình dìa, nó hao hết, còn nửa ký rồi. Nửa ký rồi. Bán cũng được, nó lột nửa ký, lột được thành ký. Kiếm cũng trăm mấy vậy á. Nhờ nhiều làm nhiều, nó có làm nhiều. Chứ phải làm một ký nó lột được ký đâu. Một ký nó dìa nó hao hết, chết còn là nửa ký. Mà trong khi nửa ký đó, nửa ký rồi nó lột ra thành một ký. Tại nó lột ra nó lớn. Lớn như nó có thịt nhiều đâu, nó nặng ký. Làm nhiều là lợi nhiều, làm ít là ít thôi. Đi qua vùng đầm vịnh, chưa thấy nơi đâu nhiều dụng cụ đánh bắt cá tôm tựa những chiếc võng trời như ở đầm Cù Mông. Chào buổi sáng với những ánh bình minh đầu tiên ở xóm Đùi, một ngôi làng nhỏ nằm trên bán đảo Cù Mông, là những người làm nghề kéo võng trời. Quang cảnh ở đây khiến bất kỳ tay máy nào bắt gặp cũng khó có thể cưỡng lại những khoảnh khắc tuyệt vời này. Những chiếc võng trời kia được ngư dân ở đây gọi là rớ, một dụng cụ đánh bắt cá tôm có từ lâu đời của cư dân đầm Cù Mông. Khác với nghề lưới ghẹ chỉ diễn ra lúc chiều tối và sáng sớm, nghề kéo rớ diễn ra thâu đêm. Hoạt động nhiều và nhộn nhịp nhất là vào khoảng thời gian thủy triều lên và vào những đêm trăng khuyết. Ngư dân làm nghề rớ chủ yếu khai thác những loại cá nhỏ, cá tạp, thỉnh thoảng bắt được vài loại cá lớn nhưng rất hiếm. Nghề rớ vốn nặng nhọc và kén người làm. Nghề này đòi hỏi những người có kinh nghiệm và sức khỏe dẻo dai mới có thể làm được. Nó công phu lắm, cỡ là một cái rớ giờ chưa cũng cả ngày à, cắm cái chòi làm rớ luôn. Chứ cái chòi đi là cắm, thí dụ 7 giờ đi là 11 giờ vô tao bơ. Còn làm cái kia nữa tao bê 4 giờ chiều vô. Thành khổ lắm, nó người điện nó quá khỏe. Ngày nào cũng trong có, bây giờ có được răm, thí dụ 14 với răm là 16 đó là mình nghỉ. Mấy ngày đó là tranh á, ra trường tranh mình nghỉ. Rồi có 17, 18 mình trong lại. Tháng nghỉ được 3 lần á. Rồi 5 giờ là đi, bắt đầu là đi ra đây thẻ trong binh trong đồ rồi vô có 90 giờ vậy ra quay cái cùng một cái suốt cái mai đồ nó tùy theo bữa, cả bữa cũng nhiều mà cả bữa cũng ít. Tôm ghẹ đồ thứ nó cũng vô hết, mật đồ nữa thứ nó cũng có hết, thu nhập ngày nó cũng kiếm ăn kiếm sống cũng được. Đêm nay những người làm phim chúng tôi ở lại đầm Cù Mông chung vui với những người dân làm nghề lưới ghẹ. Nồi ghẹ hấp một cách dân dã đã được chuẩn bị như lời mời chân tình của ngư dân Cù Mông dành cho khách phương xa. Có nhiều cách làm ra món ghẹ ngon như ghẹ rang muối, ghẹ rang me, ghẹ nấu cháo, ghẹ làm chả. Song món ghẹ luộc, ghẹ hấp vẫn phổ biến và khi ăn có cảm giác ngon nhất. Bởi với cái cách chế biến này, con ghẹ giữ được độ đạm và mùi vị nguyên chất của nó. Không gì thú vị hơn khi được thưởng thức món ghẹ Cù Mông thơm ngon, nổi tiếng giữa bốn bề biển nước Cù Mông. Lại được nghe những câu chuyện về nghề đầm, nghề biển đã gắn bó với người dân nơi đây từ hàng trăm năm nay. Tấm lòng thơm thảo của người dân Cù Mông càng làm cho khách gần xa khó quên được món ghẹ hấp
nếu một lần được thưởng thức sản vật của xứ sở này. Con nghĩ nó ngon, con cá nó cũng ngon luôn. Là cái đầm Cùng Mông, là tới đâu cũng vậy thôi, nấu tới khách vàng, nấu tới ở đây nấu ăn á, là ai nó cũng khen hết á. Mà không biết cái nguồn nước ra sao trong đó, mình không biết. Chỉ con cá mà nó từ vô, từ trong Đài Lãnh tới vô là nó hết ngon rồi à. À, từ Đài Lãnh tới ra nó còn ngon, nhưng mà vô trong đó là con cá nó lạc thịt lắm. Thành cho nên con ghẹ cũng vậy. Con ghẹ bây giờ mới đi vô trong miền Trung kia thì tại Sài Gòn mà ông anh giờ mới coi như bán tầm 8 kg cho mấy. Ghẹ hai lần mấy, ông nói ăn nó lạc nhất lạc nhơ, nó đâu có ngọt như ghẹ bên mình đâu. Nó ngon ngon, ngon cái thịt, nó ngọt hơn các nơi. Công việc làm của mình này là công nhiều gần những công việc gì? Không có công việc gì hết. Là cứ giật đem 40 tấm lưới ra dân như hồi chiều vậy, là chiều đi hôm qua rồi sáng đi hôm qua là vậy thôi. Coi như quanh năm luôn á, hay mà có thấu gió là nghỉ thôi, chứ còn cái gờ đó quanh năm xuống tháng á. Coi như ngày nào bão lẩu rồi mình đi không được rồi lưới mình cũng ngâm bên đó. Hay mà nó im rồi cũng qua kéo, là nó cũng có đó. Mà nó im lại động thấu thì nó im lại nó đủ chuyện. Gặp tôm hùm, cái chai, cùng bật cùng bỡ đâu cũng tối đâu cũng đành đó. Tạm biệt Cù Mông, tạm biệt tấm chân tình của những ngư dân ở xóm Đùi, thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh. Một vùng đầm, biển còn giữ được những vẻ đẹp hoang sơ, khó diễn tả nên lời. Người dân ở xóm Đùi, thôn Hòa Lợi, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng họ đã có được một đời sống tinh thần vô cùng sảng khoái, được hòa mình vào thiên nhiên như hàng trăm năm trước, ông cha họ đã lựa chọn vùng đất này để mưu sinh.